Không nhờ mà thấy mà bất động sản nào mà giảm giá công khai nữa chúng. Thí dụ là cần cắt lỗ hay gì là không có. Nhưng mà chúng ta rất là dễ thương lượng để mua một bất động sản giá tốt trong thời điểm hiện nay, khi mà gặp mặt trực tiếp đi với nhau giữa người mua người bán, mà người mua có thiện chí mua thì người bán sẵn sàng là giảm giá từ 3-5%, nhất là đối với những cái sản phẩm có giá trị lớn, thí dụ như căn hộ mà 4 tỷ trở lên, những lô đất nền từ 10 tỷ tới 30 tỷ là có thể điều giảm giá được từ 5%. Bạn có giảm giá hay không? Hầu hết các chuyên gia cho rằng mức giá trên thị trường sẽ chững lại hoặc xu hướng tăng nhẹ chứ không giảm giá trên diện rộng. Có chăng ở thị trường thứ cấp, việc cắt lỗ sẽ diễn ra mạnh hơn do thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 lần 2. Những nhà đầu tư sở hữu bất động sản có sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ bị lung lay và quyết định bán ra để thu hồi vốn, thậm chí bán dưới giá vốn mua vào. Còn ở thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư dự án bất động sản uy tín vẫn duy trì hoạt động với mức giá phù hợp. Bên cạnh đó, theo nhận định của chuyên gia, trước tình hình quỹ đất ngày càng hạn chế, khung giá đất tăng, thủ tục pháp lý triển khai bị siết chặt khiến cho nguồn cung giảm. Việc giảm giá nhà trung và dài hạn lại là điều khó xảy ra. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư xuống tiền đầu tư vì giá nhà đang gần với giá cả thực nhất. Giá bất động sản không xuống mạnh, mặc dầu là cái nhu cầu về bất động sản thì hiện tại đang thấp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng giá bất động sản lúc này là hợp lý đối với tất cả những nhà đầu tư bất động sản, những người mua nhà. Nếu mà đã quyết định mua đầu tư thì nên mua bây giờ, nhưng không thể chờ để mà giá bất động sản xuống, thì chúng ta cũng chưa biết là chừng nào dịch bệnh có thể kiểm soát được. Trong 2020 không phải là nơi thích hợp đầu tư sống, nhưng mà ngược lại thì chính vào cái năm 2020 này rất nhiều bất động sản họ phải buộc phải bán, thậm chí phải giảm giá do là họ không đạt yếu tố kinh doanh cũng như là họ bị vay ngân hàng. Thì năm 2020 nếu như những nhà đầu tư mà họ có vốn hoặc là có những cái chiến lược tốt thì đây là cái năm để mua những cái vị trí đất tốt để cho những cái năm sau.